Di tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu duyên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rơi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ người phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến lề đời, cho con được sống để an vui, cho con được sống để xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu duyên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam đồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rơi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ người phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến lề đời, cho con được sống để an vui, cho con được sống để xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống để an vui, cho con được sống để xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống để an vui, cho con được sống để xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn.